nói á là giờ em về đi, mọi thứ em bỏ qua hết, không tính toán, không chửi bới, không đánh đập gì nó nữa, không có đụng chạm tới, chỉ có về chăm con giúp em thôi, để em đi làm để lo cho hai con nó có cha có mẹ đầy đủ người ta thôi. Em cũng mong mọi người á có xem được clip này mà thấy vợ em ở đâu đó gần xung quanh á, để giúp em khuyên vợ em về giùm. Dạ Thái mến chào quý bà cô bác đang xem trên kênh của Sức Sống Mới nha. Thì ngày hôm nay thì Thái đang có mặt ở quận 12. Thì ngày hôm qua thì Thái cũng có nhận được một cuộc gọi của một người cô, thì để mà đến để mà chia sẻ một cái hoàn cảnh nói chung là cũng cực kỳ là đau lòng. Là người vợ thì mới sanh hai đứa con thì lại bất ngờ là bỏ đi, thì hiện nay là để lại cho một người cha là nuôi. Thì cái câu chuyện này nó như thế nào thì bây giờ Thái cũng mời quý bà cô bác cùng nghe. Tại vì hiện nay thì cái cô đó điện cho Thái thì cũng ở gần ở đây, cái bên Thái này. Bây giờ thì Thái sẽ mời quý bà cô bác cùng vào cái câu chuyện nha. Rồi con chào cô nha. Con chào đó con. Thì hôm bữa thì cô có liên hệ với con đó, thì cái câu chuyện của gia đình mình như thế nào thì cũng biết là cô có thể chia sẻ được không cô? Dạ được. Nên hai đứa này cặp như nó lấy nhau, không có cái không có cái không mà thương nhau, có sanh ra 4 tháng tuổi, tha sanh 15 tháng 15 ngày rồi nó bỏ nó đi hết một lần 4 tháng tuổi nó bỏ đi lần thứ hai. Giờ mong con dâu về con trai lo chăm sữa, lo chăm con, nó đi làm kiếm sữa tả cho nuôi con thấy nó nhỏ. À, có nghĩa là hiện nay là hai anh chị là ở với nhau nhưng mà không có kết hôn. Đúng rồi, chính xác. Rồi sau đó là sinh ra hai bé. Đúng rồi. Rồi đã bỏ nhà đi một lần rồi. Một lần 15 ngày. 15 ngày rồi bây giờ lại đi nữa. Đúng rồi. Rồi đến tính tới thời điểm mà đi tới ngày hôm nay nó là khoảng mấy ngày rồi? Mười mấy ngày nữa ha. Nhưng mà vẫn chưa có liên hệ gì được ha. Chưa. Thôi bây giờ cô có thể là dẫn con đi vào bên trong để gặp hai bé. Dạ. Ha. Ủa mình ở đây mình ở trọ hả cô? Dạ ở trọ. Ở quê của mình ở đâu cô? Ở đây luôn. Quê ở đây luôn ha. Ủa quê ở đây mà không có nhà ở. À quê. Nè quay con mà nó nè. Ê xích vô. À ôi ôi cưng quá. Ở quê ông bà cô bác ơi, đây là hai bé nè quê ông bà cô bác. Rất là ồ cái này hai bé trai hả cô? Dạ hai bé trai. Ờ rồi thì bây giờ cho con trò chuyện một chút xíu ha. Dạ. Ủa hai bé này được mấy tháng rồi cô? 4 tháng tuổi. 4 tháng rồi hả? Mấy ngày nữa là được 5 tháng rồi. À mấy ngày nữa được 5 tháng rồi ha. Cái này là bé trai hay gái đây? Bé trai anh. Là hai bé trai luôn hả? Hai bé trai hết rồi. Ồ nhìn thấy cưng quá nè. Quá trời thấy cưng rồi. Ô bé này nhìn thấy cái dễ cưng quá trời luôn nè. Bé ơi. Bé tên gì vậy anh? Tên Henneken hả? Chị còn bé chút kia? Tây Gơ. Chút gì? Ôi ôi, đặt tên mà đặt tên bia không luôn á. Dạ. Bia Henneken rồi Tây Gơ. Quá trời luôn. Ờ thì hồi nãy thì em cũng khi mà vào bên đây á thì em cũng có hỏi cô về cái hoàn cảnh của mình, thì bây giờ em cũng muốn là anh chia sẻ sâu hơn đi, tại vì cái chuyện gia đình là chuyện gia đình của anh đúng không? Yeah. Thì anh chia sẻ sâu hơn cho em nha. Yeah. Rồi em chào anh nha, thì trước hết thì anh có thể là mình giới thiệu về tên của mình cho khán giả được biết không ạ? Dạ, em chào anh, chào khán giả. Em tên là Vũ Anh, là tên gọi ở nhà. Vũ Anh ha? Dạ. Yeah. Tên gọi ở nhà, còn tên gọi trong giấy tờ thì sao? Tên gọi trong giấy tờ là Nguyễn Vũ Phương Quang. Nguyễn Vũ Phương Quang. Dạ. À, anh năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ, em sinh năm 95, nay được cũng 28 tuổi. 28 tuổi ha. Thì không biết là cái vợ anh á là dạ. Mà bỏ nhà đi thì tính tới cái thời điểm này là khoảng bao lâu rồi anh? Cũng hơn 10 ngày rồi đó. Hơn 10 ngày rồi ha. Rồi mình có liên lạc gì chưa? Dạ chưa thấy vợ em gọi về. Cũng chưa thấy hỏi nó hâm gì hết. Không có lẽ là mình còn có số vợ không? Dạ không, lúc vợ em đi là bỏ đi theo điện thoại ở nhà chứ không có cầm theo. À, bỏ đi điện thoại ở nhà luôn ha. Dạ.
Rồi trước đó mình có cái gì là nghe cái câu nói gì của vợ mà trước ngày đó không? Có, cũng tuần lễ giống như nó nhảm nó kêu có thể ẩm hai đứa nhóc về dưới ngoài. Bỏ về dưới đợi người ta xong rồi nó đi bán giấy số. Nó dễ điên, nó khùng hoài nha. Xong rồi nó kêu nhiều khi nó lơ chăm hai này, nó la chán hai này rồi chắc bỏ đi nữa. Ờ vậy đó hả? Dạ, tại lúc trước nó có bỏ đi một lần rồi. Rồi anh có nghĩ là chị có mắc cái bệnh gì không? Em nghĩ chắc nó bị trầm cảm hay gì vậy đó. Chứ tại giờ chứ không có ai mà nỡ thằng nào bỏ con đi hai lần kiểu đó. Trầm cảm hả? Ồ, cái bệnh này cũng nguy hiểm lắm nha. Tại thấy nó mưa nắng cũng thất thường lắm anh. Rồi bây giờ đi rồi là bỏ hai đứa ở nhà như vậy. Rồi bình thường rồi ai sẽ là người ở nhà giữ cháu? Bây giờ thì em gửi được bà nội cháu ban ngày giữ giúp em hai đứa để em đi làm. Còn ban đêm thì nội giữ đứa, em giữ một đứa. Tại vì em mà ban đêm giữ hai đứa là sáng em không có sức khỏe để em đi làm được. Rồi bình thường hai cháu này buổi tối rồi ngủ nghe được không anh Vũ Anh? Dạ cũng được anh, nhiều khi nó nhớ mẹ, nó khóc, nó la làng. Rồi cái công việc hàng ngày của anh là làm gì? Em đi làm thời vụ anh ơi. Là giống như là mấy cái công trình của chung cư người ta xây á. Rồi ba cái cửa gỗ người ta dán keo, rồi mình cứ dính sơn, rồi mình phải đi chà sơn, rồi lột keo ra, chà keo với chùi rửa kiến cửa sổ này kia. Nói chung là em là đi vệ sinh công nghiệp á. Ai kêu gì làm đó ha. Dạ. Rồi cô thì bình thường cô làm gì? Cô bán vé số. Cô bán vé số hả? Đúng rồi. Là ở đây là mình ở trọ luôn hả cô? Ở trọ. Cái này một phòng mình là mình thuê khoảng bao nhiêu tiền cô? Để nước là 1,7 triệu. Là hết luôn ha, hết luôn là 1,7 triệu ha. Rồi mới đẻ ra mà bỏ đi như vậy thì chết luôn rồi. Đàn ông mình đâu có thể mà chăm sóc bằng mẹ được. Dạ. Cha thì sao chăm sóc bằng mẹ được. Hai bé. Vậy là chỉ là bây giờ là hai bé là uống, chỉ uống sữa bình thôi đúng không? Dạ uống sữa bình từ lúc mới đẻ. Uống sữa bịch đó. Uống sữa lon, sữa bột á. Sữa lon ha. Dạ. Là cho đến ngày hôm nay là đi khoảng mười mấy ngày rồi. Dạ. Mà không có hồi âm gì hết luôn. Dạ. Rồi gì đó. Là có là mình nghi vấn là có thể là bị bệnh trầm cảm. Đúng rồi. Là trước khi đi chị ấy có đem đồ đạc gì theo không? Nó có tính toán sẵn rồi, nó canh em ngủ đi ra đi vô. Rồi xong nó đem theo ít quần áo với giấy tờ của nó đi thôi. Nghe có nghĩa là có sự tính toán trước rồi ha. Rồi. Nếu mà có sự tính toán trước rồi có thể là đi chắc cũng không có quay lại đâu. Nếu mà bình thường, nếu mà một người mẹ người ta dù sao dù thế nào thì con cái cũng là một cái từ ruột của mình đẻ ra mà mình đâu có bỏ được. Lúc trước mới đẻ là mấy ngày đầu gần đi á là ngày nào nó cũng đòi đi đây đi khám bệnh đi chơi này đi kia, xong rồi á nó hút thuốc em tán nó bạc tay, xong nó bỏ đi một tuần lễ. Có nhờ người ta qua bạn bè năn nỉ nó về xong rồi đó nó có hứa là sẽ không như vậy nữa, không hút thuốc chứ khi ở với con nữa. Tại con mới đẻ mà anh. Tại vì em khuyên hoài không được. Thì bằng lòng thì em thấy thuốc rồi. Cầm điếu thuốc ngậm con hút thuốc rồi. Em giật thuốc tức quá em tát vào tay thôi. Là bỏ đi luôn. Còn mấy bữa trước nay cũng hôm nay cũng giật cứ đòi đi em nói thôi để từ từ. Để chủ nhật lãnh lương rồi có tiền rồi chở hai nhỏ sang chuyến thăm bà ngoại luôn. Mà nó cứ nằng nặc là đòi thứ sáu đi cho bằng được. Thì em mới làm mà anh, thứ sáu đâu phải là ngày lãnh lương đâu. Xong rồi tối đó là nó bỏ đi luôn. Với cái công việc của anh hiện nay thì giờ đâu có khả năng nào mà để nó lo cho hai bé được đâu. Dạ, nó rất là bấp bênh anh, ví dụ như công trình lúc có lúc không mà. Rồi mình đi như vậy rồi mình giao lại cho bà nội, rồi bà nội nhiều khi đi bán vé số rồi thời gian đâu mà giữ. Ban ngày thì ổng đi bán phụ, con đêm một cô đi. Con đi con đêm không à, tới 9 giờ con mới về. Ở đây làm cửa mà tạm tới ổng nuôi không à. Dạ. Là cô ở đây là có anh Vũ Anh là con, còn ai nữa không? Còn
con lấy hàng giữa nè. Chị hai, nó giữa. Nó đúng là đứa đầu là ba thằng trai, nhỏ này con gái. Vậy là hai ở đây hả? Dạ. Còn chị hai thì có gia đình gì chưa? Có gia đình, ai cũng khổ. Ở riêng ha. Có ở gần đây không hay là ở xa? Rồi. Chị hai cũng mới sinh em bé. Vậy đó hả? Thấy qua câu chuyện này thấy đau lòng quá. Sinh con ra rồi lại bỏ con rồi không có nuôi. Cuộc sống thì nói chung là nếu mà có chị ở nhà thì chị có thể là ở nhà trông con để cho anh đi làm. Có anh đi làm để kiếm thu nhập về để mà lo sữa, lo tả cho hai cháu rồi. Rồi đằng này bây giờ không có ai lo thì bắt buộc là anh phải ở nhà anh lo. Còn cô thì nhiều khi cô lo thì cũng đâu có lo bằng mẹ được. Mẹ thì lo. Con dâu về sớm đừng cho sống với cha con đó. Cũng có thể là khi mà tụi con đăng tải lên đó. Những cái clip đó thì sẽ nói chung là nếu mà chị vợ của anh Vũ Anh mà có xem điện thoại là chắc chắn là sẽ thấy liền. Tại vì bây giờ mạng xã hội nó rất là lan tỏa. Khi mà xem được cái clip này thì cũng là mong chị hãy cũng nhìn lại những đứa con của chị nè. Nó rất là dễ thương, nó rất là hồn nhiên nè. Đó, về đây để mà cùng với anh Vũ Anh để mà chăm lo cho hai đứa. Chứ bây giờ nó đã thiếu thốn tình cảm của mẹ thì nói chung nó cũng không có được hạnh phúc. Thì mong là chị khi mà xem được những clip này thì cũng suy nghĩ rồi quay về. Nói chung là khi mà clip này đăng lên á, nhiều khi chị ấy đi vậy rồi chị ấy cũng có nhiều cái sợ để kia, không biết là về rồi anh hay là cô đồ có la gầy gì không, thì không biết là cô với anh có cái đi có điều gì mà muốn gửi gắm đến chị không. Em nói là giờ em về đi, mọi thứ em bỏ qua hết, không tính toán, không chửi bới, không đánh đập gì nó nữa, không có đụng chạm tới, chỉ có về chăm con giúp em thôi, để em đi làm để lo cho hai con nó có cha có mẹ đầy đủ người ta thôi. Em cũng mong mọi người á có xem được clip này mà thấy vợ em ở đâu đó gần xung quanh á, hãy giúp em khuyên vợ em về giùm. Nói chung là chị ấy cũng vẫn bình thường ha, không dạ. Có cái dấu hiệu là cái này kia ha. Dạ. Bởi vì sợ lúc đầu á, khi mà sợ bỏ nhà đi thì sợ là sự dụ dỗ này kia đồ môi giới đồ đi làm ở bên Campuchia, thì hiện nay thì cái vấn đề đó rất là nhiều luôn á. Dạ. Vấn đề đi đó... lúc 1 giờ đêm là em cũng lo sợ lắm anh. Nhiều khi bạn bè lôi kéo này kia rồi đó, rồi nó có cái đường dây này kia, nó mua bán mình qua bển rồi mình cũng không biết như thế nào đó. Mình chỉ sợ thôi, thì bây giờ chị cũng bình thường, chị bỏ đi chắc có lẽ là cũng chị cũng đã tính toán trước gì rồi. Thì mong là chị suy nghĩ lại thôi, để mà về đây để lo cho hai bé thôi. Đó thì cũng mong là những cô chú anh chị Mạnh Thường Quân khi mà xem được cái clip của kênh Sức Sống Mới thì cũng hỗ trợ cho gia đình cũng như là hỗ trợ cho anh Vũ Anh để mà có kinh phí để mà mua sữa mua tả cho hai bé nha. Hai bé, một bé là Handyken đúng không? Dạ. Một bé là Tiger. Em chủ em đặt cái tên là cho nó họ dễ nuôi, nghe nó hay thôi, chứ thật chất là em không có ghiền bia rượu gì đâu. Vậy đó hả? Dạ. Thức nguyên đêm hay sao mà thấy con mắt thâm quầng như vậy? Dạ. Nhìn hai con mắt nó thâm quầng luôn kìa. Cô cũng vậy nè, cô cũng con mắt cô cũng thâm quầng nè. Như là gia đình em là bị thâm di truyền. Chỉ có khi nào mà tụi em hức nhiều á, mắt nó sẽ đen hơn. Thâm di truyền luôn hả? Dạ. Bé đó em cũng bị. Là cho dù mình không mình ngủ ít hay ngủ nhiều vậy cũng bị thâm chứ hả? Dạ. Cô bị từ nhỏ đó, giống như con cố của cô. Cô có rồi bị tiền ông nào bây giờ tới ba. Nên nhìn bé 8 tuổi nó cũng bị. Thôi quay qua cho. Đây chú coi coi. Cũng mắt bị quằn nè. Nói chung là cái này cái quằn mắt nó sâu quá hay sao á. Nó có cái dấu nó thâm á, nó thâm luôn á. Rồi hai bé này có bị không? Không. Chưa chưa biết. Ôi nhìn thấy ngủ thấy cưng luôn nè quý bà cô bác. Đó. Còn em nó bự hơn anh. Nhìn ngủ thấy cưng luôn. Gần 5 tháng rồi nè. Quá thấy cưng luôn nè. Dẫn cho anh quay. Không, để được rồi, để quay tự nhiên đi, không sao đâu. Quá trời thấy cưng luôn.
Rồi vì mẹ nào nỡ bỏ con đi đứt ruột luôn không? Mong nhân dâu về lo cho mấy cha con đó, cho nó đi làm chăm sóc mấy cái này cho nó khỏe. Nó thiếu tình mẹ. Là sao bằng mà bằng bà với ông. Dạ. Yeah. Ủa mình có hành của chị không anh Vũ Anh? Để nhiều khi những ông bà cô bác nào mà có gặp á thì khuyên cô ấy về. Nó khuyên chị ấy về lo cho con. Chứ nhiều khi cũng nghe lời bạn bè này kia rồi đó. Thứ ơi. Rồi cũng như trong một lúc nông nổi rồi cái nghe lời bạn bè này kia bỏ đi. Nhiều khi bà con cô bác rồi đi ngang rồi này kia rồi có tình cờ gặp chị ấy thì cũng có cái lời khuyên. Có nhiều người khuyên thì có thể là chị ấy phải suy nghĩ lại thôi. Để em chạm lấy cái hình trên điện thoại thôi kia của vợ em bỏ lại. Có cái hình bên đó. Đâu chị đâu? Dạ. À đây là chị đúng không? Dạ. Vợ em tên là Phạm Thị Thanh Loan. Nhà dưới quận 6. À nhà quận 6 luôn ha. Dạ. Ôi, nhớ cưng quá nè. Là cái lúc này là cái lúc bé được mấy tháng rồi nè? À, cũng 4 tháng. Cũng mới cách gần đây à. Tại vì đó thì nhiều khi là chị ấy cũng nghe lời bạn bè này kia đó thì trong một lúc nông nổi thì có thể là chị ấy cũng không có suy nghĩ được nhiều. Thì mong là nếu mà quý bà cô bác nào mà có gặp chị ấy ở trên đường hay là ở đâu đó thì cũng khuyên chị ấy giúp cho anh Vũ Anh. Thì cũng như là qua cái clip này thì không biết là cô với anh Vũ Anh không biết là có cái mong muốn gì mà gửi đến cho quý bà cô bác Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước thông qua cái kênh của em không? Thông qua kênh Sức Sống Mới á. Dạ em chỉ mong là Mạnh Thường Quân ông bà cô bác trong ngoài nước có thể giúp đỡ em được chút đỉnh để em lo cho cha con em thôi. Tại vì việc cuộc sống của em nó rất là bấp bênh. Dạ. Cô có điều gì muốn nói không? Thì cô cũng cảm ơn người giúp cho cháu nội. Thì cảm ơn bạn Mạnh Thường Quân. Cô hiện nay là cô bán vé số là cô bán một ngày khoảng bao nhiêu tờ? 200 mấy 300 tờ. 200 mấy 300 tờ hả? Dạ. Rồi bán như vậy rồi khi mà bán hết thì mình lời được nhiêu? Bán hết rồi là được gần tốt rồi. Bán 300 tờ mình lời được nhiêu? 220 lời được 253 ngàn. Mở đưa số giật bật lắm, có bữa đưa 55 tờ, có bữa đưa 165 tờ, 165 tờ lời được 190, bữa đưa 101 thì lời được 127 ngàn. Nhưng bữa nay đưa có 101 tờ lời có 127 ngàn. Tụi mình bán vậy là mình có cần phải gói đầu vậy không? Nó gói đầu cho mình đó. Gói đầu ha. Chứ người ta giao mình ngày qua bắt đầu bữa nay là mình trả tiền người ta. Rồi mình bán ngày này ngày kia thì không được, rồi mưa gió dạo này bão lũ nữa mình bán qua có được đâu. Dạ. Rồi bán quán cà phê nó quen rồi. Để vòng vòng mấy tôi ký á, nó quen quán cà phê rồi vô người ta mua, tại vì mình quen biết người ta, ta thương tình nữa. Lúc đi bán hai mẹ con đi bán thì cũng cho tiền. Cho không có nhiều, vài chục trăm thôi không có nhiều. Sẵn qua cái cơn đó con, cô có cái mong muốn gì đúng không? Dạ mong muốn thì cô có giúp đỡ cho cô mua đi số bán không lấy có đầu nữa. Thì mình bán mình có số vốn mình bán rồi mình có nhiêu mình lấy nhiêu ha. Dạ, đúng rồi. Bán được nhiều năng nhiều. Dạ. Như mình lấy có đầu người ta có nhiều giấy số nhiều ta đưa mà nhiều người ta không có giấy số người ta đưa ít. Có bữa đưa 55 tờ, có bữa đưa 101, có bữa đưa 165. Bữa đưa 220 rồi. Rồi thì vừa qua thì cũng cái mong muốn của gia đình thì cũng mong là những tấm lòng vàng những cô chú anh chị Mạnh Thường Quân nếu mà có xem được cái video này thì cũng nếu mà có tấm lòng thì nên là liên hệ thì sẽ liên hệ trực tiếp với anh đi ha. Yeah. Thì anh Vũ Anh thì mình có cái số điện thoại không anh? Dạ, Vũ Anh dạ có. Anh có thể đọc lên đi cho quý bà cô bác của mình liên hệ trực tiếp với anh luôn ha. 0706 323 553. Rồi thì cái số điện thoại của anh Vũ Anh thì Thái sẽ ghim lên cái video luôn. Nó cũng là Zalo của em. Để cho mọi người á, để cho quý bà cô bác mình có thể là giúp đỡ thì cứ liên hệ trực tiếp với anh Vũ Anh. Có thể là mình điện hỏi trước đi, rồi mình hỏi thăm có phải anh Vũ Anh hay không, rồi sau đó là mình liên hệ với anh ấy và mình muốn giúp đỡ gì đó thì mình cứ liên hệ trực tiếp nha.
đó, tại vì nhiều khi Thái cũng đi rất là nhiều nơi để chia sẻ rất là nhiều cái hoàn cảnh, thì hôm nay là đến đây cũng như là chia sẻ lên cho quý bà cô bác của mình xem. Nếu quý bà cô bác của mình mà có yêu thương thì hãy liên hệ trực tiếp danh Vũ Anh, thì cái số điện thoại đó thì Thái sẽ ghim lên để cho quý bà cô bác mình xem nha. Thì bây giờ thì Thái cũng xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý bà cô bác mình ở những clip tiếp theo nha. Còn nhìn mấy bé thấy cưng quá trời luôn nè quý bà cô bác. Rồi Thái bye bye tất cả mọi người nha. Rồi mình chào tất cả khán giả đi anh Vũ Anh đây. Rồi bye bye. Dạ bye bye mọi người nha.